Xin chào các bạn, mình là Hiền. Xin chào các bạn, mình là Hằng. Chào mừng các bạn đến với kênh BTH Sister. Hôm nay chị em mình sẽ ăn món là xôi xéo mà xôi nếp cẩm nha. Xôi mà nấu bằng lá cẩm tím. Mời các bạn cùng ăn với chị em mình nha. Bình thường là xôi xéo này là phải nấu với lại màu dần dần, màu vàng dần dần hoặc là nghệ. Nó có màu vàng. Bình thường xôi xéo này mà ăn là phải ăn tô. Với sức ăn của Hằng là phải ăn tô. Bữa nay bọn mình ăn vừa đủ thôi các bạn, còn để dành những bữa khác nữa. Phải cất tủ đá nữa. Nên mấy bạn mà kêu là bọn mình sẽ ăn ít vậy là do bữa nay chỉ thị 16 á các bạn. Nên bọn mình chỉ quay ăn cho các bạn xem thôi, chứ mình không ăn nhiều như ngày xưa nữa. Không có lương thực đâu ăn nhiều. Ngon. Xôi mềm, dẻo dẻo, kết hợp với đậu xanh bùi bùi, ăn với thịt gà, ngon ghê. Ăn rồi không? Sao? Không biết Hà Nội. Tao bên là có một miếng chả này, miếng chả nhỏ nhỏ thôi chứ không phải to như xôi ngoài. Bình thường là mình ăn là mình khoanh chả. Hai miếng là sữa, nửa cây làm sữa, một miếng pate nhỏ. Trời, pate nhỏ hơn chứ bình thường. Nửa quả trứng, hai quả trứng bình thường ăn hai quả trứng. Một miếng thịt kho, với lại mấy miếng thịt gà. Phần còn lại là bọn mình cất bỏ tủ đá các bạn. Có hành phi nữa, Hằng không ăn hành phi đúng không? Ăn ớt. Em không thích mùi hành phi. Ngon ghê, cũng giống xôi hồi mình đi ăn Hà Nội chứ bộ. Không lẽ mình mở quán xôi. Hồi Hiền với Hằng hay đó. Tính là lỡ phá sản rồi đi bán đủ thứ hết á. Có thể bán dạo. Có thể bán dạo. Tại lỡ phá sản á, phá sản là bể nợ rồi các kiểu các bạn. Thì là phải đi làm thôi. Mình nghe bán dạo có lời lắm á. Không phải đóng tiền mặt bằng thuê má vậy. Đúng rồi. Nhưng sợ bà kê không? Thì đóng chắc cũng phải chung một tháng bao nhiêu thôi. Chứ lỡ mà giang hồ người ta đọc rồi mấy người cạnh tranh đồ á, cung địa bàn gì đó. Không phải đóng, chắc cũng phải đóng. Hồi đợt ăn xôi xéo mà ngoài Hà Nội là mình ăn full topping hay là mình ăn? Mới đầu á là mua mấy đứa mấy người là mỗi người một vị. Sau đó về nghiệm lại là ăn thập cẩm. Là bữa sau là gọi thập cẩm. Tại mới đầu nghĩ là ăn gà luộc á là nhạt nhẽo các bạn. Xôi mà thấy hình là chỉ có gà với lại. Nói chung là sợ nhạt. Nhưng mà ăn ngon lắm. Nhìn nữa thôi. Chút nhiều. Có một đĩa đầy mà. Đĩa to này. To hơn cái mặt mình. Lần trước mình ăn rất là nhiều. Lần trước mình quay á, nhớ không? Ngon lắm. Cái xôi này khác xôi bình thường cái chỗ nào biết không? Xôi bình thường ở chỗ mình. Chứ đây là xôi bình thường ở ngoài Bắc mà đúng không? Đó, đó biết khác cái gì? Có đậu. Sai. Cái gì? Dễ là không biết nữa. Cá cẩm. Không khác gì? Khác xôi mặn ở mình là cái gì? À, xôi mặn mình có nước. Xôi mặn chỗ mình là có chanh nước. Có dưới Sài Gòn có không? Có. Ờ chanh nước các bạn. Nước sốt. Nước sốt. Như ba mẹ mình á. Là kiểu ăn trận mà bắt không chanh nước. Xôi chanh nước là kêu xôi mà chanh nước. Ướt ướt không sao mà ăn được. Hồi mình thấy xôi xéo này mình thấy mình sợ nhạt với lại khô khan đó các bạn. Nhưng mà có đậu xanh á. Cái đậu xanh này nè. Nếu không có là không ngon. Phải có. Về là nhớ về cái vấn vương mãi cái hương vị của cái đậu xanh đó hả? Không có là giống như xôi bình thường mình ở nhà mình nấu á. Bỏ thịt vô thôi. Ngoài đó, ngoài Bắc còn có xôi ngô nữa. Nhưng mà hồi mình bà chị họ mình nấu dở quá nên lúc mà mình ăn ở xôi yến mình không có thử. Bắp à? Nó bắp đỏ. Bắp vàng á. Mỹ. Bắp xôi đó.
mình ăn ngoài lắm mình thấy là ấy là hạt bắp vẫn còn. Ừ. Còn tôi bắp mà ở trong nhà mình á là bắp bung, là bắp với nếp là hòa chung với nhau luôn. Đúng rồi, tại vì nấu bằng bắp bung. Bung nhưng mà cũng không ăn mặn. Bắp nếp hả? Ừ, nếp bung quá, bung cho mềm á. Nhưng mà không ăn mặn. Sữa bắp của mình là ăn sữa ngọt. Ừ, chứ sữa bắp mình là ăn gì? Sữa ngô á. Là cũng ăn mặn. Ở chỗ sữa Yến là sữa, nó có sữa xíu, sữa ngô đồ á, sữa trắng. À à à. Giống như trà sữa là có trà. Ừ. Chọn chọn vị trà hả? Tại vì hồi đó thì hàng về là hàng không có bút Grab. Hàng chỉ hàng ăn món sữa xíu vị gì thôi. Hồi đó hàng chưa tiếp cận với một Grab. Rồi thì bút. Giờ hàng ở đây là chùm chùm bút đồ ăn về ăn. Đâu? Xanh xeo. Ừ. Xanh món không đâu. Mấy bữa à? Ở nhà dịch nè, là buổi nó có khung giờ làm khung lúc đó chưa có dịch, chưa có chỉ thị 16 vậy. Ừ, lúc đó mới chỉ thị 15 mà xong qua chỉ thị 16 có quán không đồng nữa đâu. Quán chỉ thị 16 rồi thì sao lại mới đây mới ngừng, có mấy quán ngừng mới ngày mới tuần chứ mấy tuần đâu tuần má đâu đúng rồi chỉ thị 16 rồi là nó chỉ có trong vòng một tuần thôi. Lúc mà chỉ thị 16 là mấy hàng rác không chạy, rác không có nữa các bạn. Cái bút được khai ráp đâu mà có món không đồng. Bạn nhà bạn em bán năm. Có nghĩa là sau chỉ thị 15 này nó đã bán không đồng rồi. Thôi, chỉ qua chỉ thị 16 nó vẫn bán mấy ngày nữa. 2-3 ngày thôi nếu mà có. Không có là. Mà nó có khung giờ á, cái là mình giờ đó thấy có mẹ phi ship hoặc hằng gửi tin nhắn thì hiền liền lên xanh xeo liền. Mình xanh xeo đó cũng phiêu lưu lắm. Các chỗ thì ok, cái chỗ mua về phí tiền đó các bạn, mà không đồng mà phải trả phí ship mà. Nói chung là thường thì sẽ trả từ dưới 10.000. Ừ. Bữa đó nhà mình hàng bút là 3 hộp cơm gà ở hai chỗ, 3 hộp cơm gà xong chiều hiền về thấy mang thêm hộp cơm gà nữa. Tại vì bữa đó quán cơm gà nó phiêu. Hồi đó là Hiền còn về được á nhá. Chứ qua khi là đâu về được đâu nữa đâu. Ừ. Qua chỉ thị 16 là đâu về được nữa. Nhưng mà có qua chỉ thị 16 mấy ngày á là em cũng có bút một lố. Ừ. Chạy khúc bạch á. Cái đó vẫn 15, Hiền vẫn về đó. Hiền về 15 đó. 12 ly hả? Ừ. 12 ly chè khúc bạch với trà sữa. Cái đó là chỉ thị 15. Hiền về 15 nè em. Nhưng mà nói vậy thôi chứ ly ít lắm, trà sữa cũng ít lắm, ly cũng ít lắm. Dù mà hàng được rồi, 3 ly trà sữa. Thì một lần em uống là mỗi lần ăn chén bạch khoảng 3 ly. Thì hàng không đồng mà. Nhưng mà xong được xe vui lắm. Ừ. Cuối cùng là phải trả có 9.000, 12 ly 9.000. Nhắm tin khoe thôi rồi. No ghê á, ăn ít vậy mà no hơn. Nhìn ít xôi vậy chứ một đĩa luôn rồi. Hết hả? Nào quá. Công nhận nó thật sự các bạn. Xôi rất là ngon. Về lấy nước uống. Khỏi đấy. Từ khi qua ở phòng Hằng á, Hằng không cho uống nước các bạn ơi. Đi ra đi vô chật, phòng chật lắm. Hôm nay clip nó cũng sẽ hơi ồn một xíu, do là ngay bên cạnh nhà thợ, dù chỉ thị 16 nhưng vẫn đang làm xây nhà. Nên là các bạn thông cảm nhé. Các bạn thấy clip của mình hay thì cho mình một like, một share và một đăng ký để ủng hộ mình các bạn nha. Cảm ơn các bạn.